Nhà mình đó, nhà mình rộng ha. Đây mình mua cái giường này mình về nằm này, mua cho cụ cái ghế này nằm bên cạnh. Chứ để nó nằm dưới gầm giường nhiều cũng khổ. Đúng rồi, quá. Tội cũng tội lắm. Em có một câu hỏi nhỏ nha. Là anh còn có bao nhiêu cái áo? Áo chị nên có 5-6 cái, còn mà áo mà xanh nước biển á, xanh navy á là anh có khoảng 10 mấy cái lận. À. Và tao lúc nào nãy giờ mình đang quay hả? Hello mọi người, lại là mình đây, cho dân này, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì Châu Giang đang ở Fashion Đồng Khởi. Ở đây thì chuẩn bị khai trương Official Store ở Muji. Đợt trước thì tụi mình đã làm một cái video là 500 ngày mua gì ở Muji Pop Up Store. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới xem là cái cửa hàng chính thức của Muji ở Việt Nam. Nghe bảo là một trong số những cửa hàng lớn nhất Đông Nam Á thì sẽ có những gì. Nhưng mà tại vì cửa hàng lớn đúng không, cho nên chúng ta sẽ tăng cái mức chi tiêu một chút. 1 triệu mua được gì ở Muji nhé. Đi vào nào. Ở đây mình gặp idol của mình mọi người ạ. Ok. Em bao lâu chị rồi? Bây giờ chị follow em. Rồi ok. Bài vlog nha. Được, ok. Thế nhỉ? Thế bây giờ mình chui vào luôn quá. Video như vừa rồi á. Piaggio đúng không? À, đúng rồi. Em cũng coi cái video đó của chị. Chị biết, đó là em. Thực ra thì hôm nay chưa phải là ngày khai trương chính thức. Hôm nay là 26 thì mới là cái buổi giống như là reopening để mời các bạn vlogger như chúng ta tới để mà trải nghiệm thử. Thì Châu Giang sẽ vào thử xem là ở đây có cái gì để mà ngày mai mọi người có thể tới trải nghiệm và mua sắm nha. À, mọi người để ý bên kia là cái cửa hàng mà Upper Up Store ấy. Là cái cửa hàng mà mình đã quay cái video rồi. Thì bây giờ khai trương chúng ta sẽ lên thẳng trên lầu. Theo được biết thì cái đợt này sẽ là có rộng khoảng 2000m², một trong những cửa hàng lớn nhất ở Đông Nam Á. Thì xem là nó lớn chừng nào nhé. Đầu tiên tầng 2 chúng ta sẽ là tầng của thời trang, các trang phục nè, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng văn phòng phẩm, và đặc biệt ở đây sẽ có một cái quầy cà phê. Đây là cái mà Upper Up Store không có nha. Và ngoài ra thì chị được dịch vụ tư vấn nội thất. Lúc trước ở Pop Store ấy, thì tư vấn nội thất thì chỉ là một cái trưng bày rất là nhỏ ở ngay cổng thôi, và sẽ không có các loại sản phẩm nội thất mà lớn. Nhưng mà mình thực sự rất là hy vọng ở đây chúng ta có thể xem những cái sản phẩm như là giường, tủ, quần áo. Nhưng mà chắc chắn là giá nó cũng không hề rẻ chút nào. Đi xem thôi. Tính mua gì á? Mình chỉ muốn đầu tư vô hai thứ. Một là đồ ăn hay là đồ ngủ. Đầu tư một là phòng ngủ hay là phòng ăn gì thôi. Ngủ và ăn thôi, ăn với ngủ, ngủ và ăn là được đúng không? Ăn với ngủ thôi là được. Ok, rồi bây giờ đi kiếm chỗ đồ ăn và ngủ đi. Trời ơi, nãy giờ thì mình đã đi một vòng để mà xét thử là cái cửa hàng này sẽ có gì để mà mình có thể mua. Trời ơi, thì tôi phát hiện ra là tôi muốn bưng hết cả tất cả mọi thứ ở đây về luôn. Và mình thấy là với một cái ví trị 1 triệu thì có vẻ là không đủ cho mình mua sắm được ngày hôm nay. Cho nên mình đã quyết định thực hiện một cái thử thách hay ho hơn. Mình sẽ dùng 1 triệu để mua hết tất cả các sản phẩm đủ cho phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ và phòng làm việc. Và sau đó 1 triệu để mua sắm những cái món chúng ta có thể mặc lên người. Và tự xem là 1 triệu thì chúng ta mua được gì, mua gì để mặc lên người và trang trí cho căn nhà của chúng ta nhé. Bây giờ thì bắt đầu thực hiện cái thử thách này nào. Rồi chết rồi, chết rồi, ổng chết luôn rồi. Em lên nằm. Hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cuộc sống tuyệt vời em nhỉ. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhà mình đó, nhà mình rộng ha. Đây mình mua cái giường này mình về nằm này, mua cho cụ cái ghế này nằm bên cạnh. Chứ để nó nằm dưới gầm giường nhiều cũng khổ. Đúng rồi, quá. Tội cũng tội lắm. Cũng tội lắm á. À, và cái ghế này thì là có giá là 7.990. Cái đôn gác chân thì là riêng. Cái này cái đôn này là giá riêng khác này. Đó, nguyên một cái là 10 triệu. Ôi những cái bỏ gối này siêu đỉnh luôn á. Trường cho khách. Cái bộ bàn ăn này. Ôi đẹp quá. Vào ngồi. Anh nói đi, anh với cụi là như thế nào? Hả? Đừng có đưa đồ anh nữa. Anh với cụi là sao? Thì thấy cũng tội á. Nhưng mà như vậy là cứ mãi sao được? Thì cũng kệ. Nhưng mà nó cứ tấn công vào cuộc sống của chúng ta như vậy. Chúng ta là ở đâu có hạnh phúc thì ở đây có nó mà. Ôi trời, em ăn. Không anh. Nói chuyện. Tái hiện bữa cơm hạnh phúc của gia đình nè. Đó, hay vậy thôi chứ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm. Ôi mọi người ơi, anh khoa lang thang. Anh có muốn dùng bữa chung với vợ chồng em không? Mời anh ngồi dùng bữa. Dạ không, anh là khách của vợ hôm chồng em á. Hôm nay tân ta, mời anh ngồi. Dạ, đây là tân nhà em. Anh đến là vui rồi, không cần quà cáp gì đâu ạ. Nhưng mà mình phải có đồ ăn trên bàn chứ đúng không? Dạ, mình dùng trí tưởng tượng của mình cũng được. À, thì anh hay coi kiểu quần áo, rồi mua sắm các thứ. Ừ. Em là Châu Giang. Còn em hiện coi trên SG mình.
em có kênh cho Giang nè á, anh có thể coi kênh em cũng được. Để vậy, nhưng mà em thích coi những cái vlog ngoài miền Tây của anh lắm á. Em có một câu hỏi nhỏ nhá, là anh có hay có bao nhiêu cái áo? Áo chị nên có 5-6 cái, còn mà áo mà xanh nước biển á, xanh navy á, là anh có khoảng mười mấy cái lận. À, bảo tao lúc nào. Ủa, nãy giờ mình đang quay hả? Dạ, bữa cơm gia đình đập ấm đó mọi người. Không, dễ thương không? Ô, anh khoai lên thì lúc nào cũng dễ thương, giờ nãy giờ là dễ thương rồi. Chào mọi người, mình là Khoai. Để thôi, bữa cơm kết thúc thôi ha, để anh còn đi ăn và đi mua sắm nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Nói về anh đăng ký kênh em. Trời ơi, hạnh phúc quá, anh nhớ nha anh. Ok. Bye bye anh. Trời ơi, mua một cái này là vượt mức chi tiêu của ngày hôm nay luôn rồi. 1.500.000. Ủa cái này là chỉ mền thôi sao ta? Cái này chỉ vỏ chanh không á, có một nguyên bộ mà. Có nguyên bộ mà kẻ vỏ và vỏ gối không ta? Vỏ gối dạ không, mà bên đây là chỉ có... À vỏ gối riêng. Đây, 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 quay lại. Nãy giờ bận diễn để chụp ảnh á. Nãy giờ bận diễn để ảnh chụp ảnh á. Mà quên mất là mình phải cũng phải lựa. Ờ, mình sẽ mua hai cái vỏ gối. Tại vì cái này là vải gì anh? À, vải gì chị? Dạ, vải xô 3 lớp. Xô 3 lớp, vải xô 3 lớp thì khác gì? Nó là gì vậy? Nó là thoáng, nó giống như bên này. Nó rất là mịn. Đây là dành cho phù hợp với những gia đình bé. Rất là thoáng mịn. Nó thiết kế theo, nó được may theo cái kiểu vải gạt và bông. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó mềm. Dạ, dạ. Mình nghĩ là mình sẽ mua cái này. Cái này, hoặc là mua cái này để vài tháng sau nó ra cái màu này cũng được. Hợp lý. Nghĩa là mình sẽ lấy một cái này. Cảm ơn chị. Gặp anh Khoai á, đẹp trai lắm mọi người ạ. Cười tươi, giọng dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, vậy là đã xong món đầu tiên cho phòng ngủ. Tiếp đến thì sẽ là phòng khách, phòng làm việc và phòng tắm nhé. Wow, trời ơi mọi người ơi, xinh quá luôn á, nhìn nè. Nhìn nhà mình nè, chồng mình nè. Đây nè em. Dễ thương. Thì đi làm thì mệt hay rét rồi vào ăn cơm anh lẩu. Trời ơi. Xin mày nói kìa. Ở đây là cái không gian để mà mọi người có thể gọi là tối ưu cái không gian sống của mình với những cái kệ như thế này. Thay vì những cái kệ mà chúng ta làm sẵn những cái hốc như thế này thôi và để đồ lên á, thì các bạn có thể mua thêm những cái sản phẩm mà để mà xếp đồ vào gọn gàng. Giống như là mình nói rất là nhiều cái vlog rồi ấy, thì bỏ hết tất cả những cái thứ lặt vặt nhỏ nhỏ vào bên trong những cái hộp như thế này thì nó sẽ gọn gàng hơn. Mà những cái món đồ gỗ thì thường nó giá cũng không rẻ lắm đâu, cho nên mọi người có thể tham khảo những cái hộp nhựa như thế này hoặc là những cái hộp bằng inox. Mình đúng rồi, chị tính mua cái này để bỏ vào trong tủ quần áo á. Tại vì tủ quần áo mỗi lần mọi người xếp xong á, xếp một chồng xong rồi để vào tủ, xong mỗi lần lấy ra nó rớt, thì thay vào đó chúng ta để hết vào đây, xong rồi mỗi lần lấy ra chỉ cần lấy lên rút lên thôi thì nó đỡ bị bừa bộn hơn rất là nhiều. Hoặc là cho xinh á, cho xinh, cho những cái nhà mà kiểu màu gỗ luôn á thì có những cái hộp như thế này. Ôi xinh quá à. Ủa kệ này bằng cạc tông á. Bằng cạc tông á, 5 tầng hoặc là nhiều tầng hơn. Nhưng mà rất là chắc chắn nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Để mà để những cái lạc vật dễ thương như này xinh cực kỳ luôn ấy. Ui, chổi nè, ui anh mua chổi à? Không có, bay đi anh. Mấy bay cầm chân á, anh đứng quay nãy giờ anh quạt này. Một quạt ngon mà bà đây này. Cho anh thử coi. Trời, anh mua bánh kẹo quần áo luôn, bánh kẹo luôn đó hả? Ừ. Gì hả? Mấy cái đồ đây là sốt mì Ý nè. Em để ý đi, trong giỏ mấy bay thằng đồ ăn không à. Popcorn nè. Đó. Mực nè. Này xinh đó. Này xinh. Em nhớ nhà anh có cái kệ là đóng theo cái này đấy. Oh, xinh quá à. Oh my god. Ừ vậy thôi á. Wow, nhìn nè. Cái đồ này có một người là cái gì mở ra. Mở ra. Tinh 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 tinh. Ui, túi lọc cà phê. Nhưng mà từ khi mà mình mua cái phim này mình cái này mình còn rất là nhiều luôn, không mua nữa. Cái này ui có 19.000 à, rẻ hơn mình mua bên ngoài luôn á. Ở đây thì có rất là nhiều loại chén, bát, ly, đĩa, khay, nhiều lắm. Nhưng mà mình muốn mua một cái gì đó khá hay ho cho cái nhà mình. Cái này là để cơm hộp này, dễ thương ha. Và đây là hộp một cái túi để đựng cơm hộp mang đi. Trời, máy bay đâu ta? Đi kiếm máy bay. Ở đó. À, kia đúng không? Kia. Trời ơi, nãy mình coi clip là mình tưởng mình là nhân viên Muji á mọi người. Bạn ơi. Tự nhiên ngơ ngác đứng đây. Anh có thấy em giống nhân viên của Muji không?
giống không? Chị tưởng em cũng tưởng chị với cả hai cái bạn này là nhân không, viên. Không, chị đừng nhân viên một cái gì ăn mặc cái này. Bạn chụp hình. Làm gì đấy? Đóng dấu chủ quyền. Lên mặt lên anh ơi. Cái đó là kiểm dịch. Trên mặt nó đóng bằng cái khác. Đây mình sẽ mua cái này, một cái cây gội đầu 200.000. Rất cho những cái dụng cụ massage gội đầu rất là tốt để giúp cho cái lúc mà bạn gội đầu á tuần hoàn máu. Các bạn sẽ không bị hói đầu. Mình bị hói rồi cho nên mình dùng cái này. Dạ, đối với một cái voucher này tụi em sẽ đổi được một nước như là một bánh. Hôm nay thật là vui quá đi, tại vì không phải mất tiền. Ra tới đá đúng không? Ngon lắm rồi. Bây giờ không biết là cái trứng của thế này sao dốc của ngủ. Bánh trứng, bánh trứng tại đâu rồi? Ngon lắm luôn á. Bây giờ đây em bên ngoài. Những cái con người này xào quá. Xào quá, sống trưởng thành lên chút đi. Ô những cái này thì dọc cái post to khó á. Nè. Tên là này đừng là nó đó. Đang học mấy cái đồ điện tử xinh xinh này quá. Nhưng mà tiện lắm á, bỏ những cái lạch bạch vô trong túi như thế này rất là gọn mà. Chưa thu, xin lỗi Vân nha. Từ đánh á, mình khốn nạn quá. Học cách của Minh Múc á. Minh Múc bữa bỏ về xong anh Huy nói mày đâu rồi. Em về trước rồi, em xin lỗi anh, em khốn nạn quá. À những cái này để mỹ phẩm. Tiện á, này. Xem nhờ, tiện nhờ. Kiểu vệ sinh, lúc cần vệ sinh nó đưa lên hết. Lúc cần vệ sinh bề mặt nó đưa lên hết xong rồi lau xong bỏ xuống. Cũng hay đấy. Ui, chị mua cái này về để giũa cái niềng. Cái niềng mình bị cứng, mọi người, cái niềng mình bị cứng nó đâm vô cái này á. Thế là hôm qua mình ngồi cả buổi mình giũa cái niềng. Ui. Xong. Ui, cái hộp này xinh thế. Ôi nhìn này. Ui. Cái này bao nhiêu ta? 8.500. Đây, để những cái đồ lạch bạch. Lỗ tay rồi. Đấy, nhưng mà xinh nhờ. Cái phòng làm việc thì mình chưa biết mua gì á, nhưng mà trời ơi ở đây xinh quá. Ở đây là quầy những con dấu. Mà nhìn nè. Ui. Cực kỳ chi tiết luôn á. Xinh ha. Nó là này. Xịn thế. Cứ đóng xuống là được á. Đóng vậy á. Ui xịn thế. Ê qua bên này đi, mình qua bên này mình làm con dấu cho Giang nè đi. Trái chim. Chi. Chán ghê á. Chỉ có một nửa trái tim thôi. Một nửa trái tim thôi à. Vẫn một nửa. Thôi xong. Nó đơn giản. Kiểu minimal. Mình sẽ lấy cái này. Cái này là 230. Khá hợp lý. Cái này cho nhà bếp. Ở bên này là một cái gian hàng toàn đồ ăn thôi. Cái này là súp hả? Súp. Súp hành tây, những cái này hình như chỉ cần cho vào một cái cốc sau đó bỏ nước vào rồi bỏ vào lò vi sóng á là ăn luôn á, nhanh cực kỳ luôn á. Các bạn mua mấy cái này đi á, giờ này niềng răng xong á rất là lười để mà ăn những cái món mà cứng á. Mấy cái này thì cứ hút cho nhanh á. Gồ xe gồm 4 gói. Thử cái này đi. Các loại mì, rau, củ á, củ dền, cà rốt, bó xôi, mè đen, những cái loại nói chung là thích hợp cho bạn nào mà kiểu ăn ít clean á, ít clean. Hoặc là bạn nào muốn đa dạng thì mua cái loại này luôn. Một cái này là ui có 34.000 à. 34.000 cũng rẻ, cũng được hợp lý. Ủa cái này cho nhà bếp thì cũng khá là thích hợp đó mọi người. Còn cái này mình đổi lại nha, cái này là cho phòng làm việc. Lúc làm việc thì chúng ta cần uống nước, bổ sung nước cho cơ thể, cho nên cái này sẽ là phòng làm việc. Những cái này là cái này các bạn nào hay xem kênh mình chắc chắn là biết nè. Mình thường hay mua những cái hộp như thế này. Bây giờ ở đây cũng có. Nói chung là khá bất ngờ tại vì Muji bán những cái sản phẩm mà kiểu thực phẩm á, nó rất là Việt Nam á. Bên này là nguyên một cái gian hàng là cà phê và trà. Nhưng mà cacao rồi sô cô la các thứ, nhưng mà nhà mình vẫn còn rất nhiều luôn á. Không biết là có nên mua thêm không, mua thêm mình sợ nó để lâu quá. Ui sô cô la nhìn ngon quá. Nhìn ngon nhỉ. 69.000. Cái ghế này cái đợt mà giãn cách xã hội ở làm ở nhà ấy, xong mình tính mua cái này xong suy nghĩ mãi chưa kịp mua. Giờ có luôn nè. 800. Úi. Anh mua cái đó rồi đó. Không, 800, 800 là rẻ nha. 800 là rẻ. Nhưng mà nó cái ruột thôi chưa tính bao gói. Cái ghế là cái này nè. Đó, xong rồi mua cái bao.
Ờ, cái bao bao nhiêu? Bao là bao nhiêu nữa? Sao anh không mua bao luôn? Anh mua bao luôn mà, 379. 379, đúng rồi, anh phải mua bao chứ, bao nó mới an toàn. Hả? Xinh quá à, Thảm này cực kỳ xinh quá. À không, có 300 mà. Ồ, Thảm này 300 mà. Thảm cho nó xinh quá à. Ủa, sao nó ghi trên 2,5 triệu? Ôi, có dư mất số nào đây nè, 299 nè. Thảm nè, ui xinh ha. Ồ đúng rồi, cái này 1,3 triệu này, 1,3 triệu này. Ui nhưng mà cái này, ui cái này để mà cho những cái gia đình, nhìn cái mà có sofa ấy. Ồ cái này chất liệu thực sự rất đỉnh nha. À chào Giang nha. Cái này sẽ là cho phòng khách, ngay cái đoạn bước vào cửa, ngay chỗ bước vào cửa. Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, à phòng làm việc, vẫn là phòng làm việc luôn. Ôi những cái đôi dép này xinh quá. Những đôi dép để mang làm việc, chỉ mang làm việc thôi nha, không mang những dịp khác nha. Ôi đôi dép này có 150, 150 rất là ok luôn nha, đủ màu luôn. Bên này cũng xinh nè, cái này thì 230, xinh xắn quá. Nhưng mà thì mình muốn mang một cái đôi mà có dệt lưới như thế này nó đó em. Thôi mình sẽ mua cái này. Nhưng mà đây là mua riêng thôi. Đi qua phòng làm việc nào. Bên này có những cái mà mình hay cần sử dụng nhưng mà mình toàn đi mượn mọi người thôi. Ví dụ như là kéo hay là dao rọc giấy. Nhưng mà mình thấy là mình đi mượn mọi người cũng được mà. Bây giờ mình mua đi. Em mua đi để cho người khác mượn. Ừ mình cũng phải nên sống sẻ chia đúng không? 64 ngày một cái dao rọc giấy. Cái bóng tay nữa em. Trời bóng tay cho không có xài chung. Bấm tay là không được xài chung, bớt cái sự xài chung bấm ngón tay lại. Rồi và ở đây thì đã đủ cho các sản phẩm trong nhà. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm 1 triệu để đi mua các sản phẩm quần áo hoặc là những cái thứ mà chúng ta có thể đắp lên người với 1 triệu. Đi nhá. À, đây là đôi giày mà máy bay mua tặng mình ấy. Đôi này nè, máy bay mua tặng mình một đôi nhưng mà hôm nay mình lại không mang rồi. Cái này 600. Ồ. Một đôi dép chỉ với giá 200 ngàn. Xinh ha. Basic này 200 ngàn. Mình sẽ mua một đôi, chắc là size M. Ồ to thật. XS. Muốn mua màu trắng, màu trắng xinh nhưng mà màu trắng lại nhanh dơ nên thôi. Mình sẽ mua đôi XS này. Yeah, 200 nghìn. À, một cái chân váy 1,3 triệu lận bỏ xuống. Có một thứ ở Muji, ở gian hàng thời trang mà mình rất thích, đó chính là vớ. Vớ mà mình đang mang cũng là của Muji. Nói chung là mang nó thoải mái. Em ơi mình ghét cái vớ sọ ngón này cực á. Tại sao mọi người thấy sáng tạo ra vớ mà sọ từng ngón vào nha. Cái cổ nó làm, cái phần cổ nó làm rất là xinh luôn á. Đôi vớ này 79 ngàn. Ê cái cổ này xinh quá à. Mình sẽ mua cái đôi vớ này 79 ngàn với lại 200 ngàn là 279 ngàn. Nghĩ là Vân cũng sẽ thích. Mình sẽ mua tặng cho Vân một đôi màu hồng. Phong thích màu nào? Hay là Phong thích cổ thấp như này? Nè, cái này á đơn giản vậy hả? Sống đơn giản quá vậy, sống phức tạp lên. 79 ngàn. Yes, cái này cho Phong nha. Ôi nhìn trên cái này xịn quá à. Nhìn cái chất vải rất là xịn luôn á. Cũng chỉ... Ui cái này 120. 120 mắc hơn bên kia một chút. Nhưng mà nhìn xịn hẳn luôn ấy. Đây, cái đôi của mình đang mang là của giống cái này nè. Mà màu đen thì vậy. Mang rất là thoải mái nha. Và nó là thấm hút mồ hôi ấy. Ui túi này 49 nghìn. Còn túi này là 64 nghìn, không mắc lắm. À, mình sẽ mua cái này, tại vì thường hay xách. Nhưng mà thường hay xách những cái lật vặt ý. Nhưng mà mua cái size nhỡ này đi, A4 đi. Chứ không nhỏ quá, không xách được gì. Mua hai cái. Mua cái nào mà hợp với trợ lý. Là trợ lý mang đó mọi người. Của máy bay nữa nè, chứ không phải của mình cho Giang đâu á. Ồ, túi này theo được nè, 250. Cái này xinh hơn này. Đúng không? Để góc này cho Giang nè. Hợp lý. Hai cái này cho 100 đi. Phải, một cái 39 một cái 69. Là 100 là 350. 350, 200 là 550. 550 mấy đôi vớ này đều là 79 ngàn. Ờ là gần đủ rồi đấy. Ui ba lô bên này, ba lô vẫn còn này mọi người, nhìn xinh quá. Wow, xinh ha. Nhiều ấy, bên này cũng có. Chắc chắn là mình sẽ chọn cái này. À mình để coi áo nè. Ô bên này còn có blazer nữa nè. Ô đợt này thấy gian hàng quần áo nhiều hơn chứ lúc trước ít lắm. Đi tới chỗ theo thôi nào. Ui nhìn ở đây là mình có cái dịch vụ theo này. Này là khăn tay đúng không ạ? Khăn tay này. Ui hình núi này dễ thương quá à. Hoặc là theo trên áo, trên cái khăn. Cái mũ lúc nãy này theo lên xinh hẳn luôn ấy. Ô một số những cái hình mà mọi người có thể chọn. Ở đây nè, mọi người có thể chọn ở cái cuốn này là mọi người muốn theo cái gì ấy. Rất là đa dạng các loại.
có trái hình trái dâu không ta? Dạ có chị. Mình có trái dâu nhỏ. À. Dạ, mình có dâu lớn không? Sắp xong rồi em, sắp xong rồi. Ồ, oh, trái dâu lớn và trái dâu nhỏ. Dạ. Cho Giang này biết liền. Ừ. Nếu mà biết liền, phong chữ này biết liền cũng được. Với lại thêm một trái dâu nữa. Dạ. Cho cái túi này được không ta? Mà cái dịch vụ theo phí, chi phí nó như thế nào ạ? Một hình như vậy là tụi em tính 65.000 một hình. Còn ký tự thì nếu tính lẻ là tụi em tính 10.000 một hình. Combo 5 chữ là 50.000, combo 10 chữ là 65.000. Châu Giang nè, nó nhiều chữ lắm luôn á mọi người. Châu Giang là 9 chữ rồi. Châu Giang là 9 chữ, này là 11 chữ. Thêm một cái chữ nào nữa cho đủ rồi. Dạ, có gì chị đi, cái chữ mình muốn theo lên đây giúp em nhé. Dạ, con chờ chút để em tính lại coi. Châu Giang này 11 chữ là bao nhiêu tiền chị? Dạ, 11 chữ này 75.000. À, 75.000. 75.000 thêm một cái dâu nhỏ. Dạ, một cái dâu nhỏ 65.000 nữa. Ồ, ok, dạ, rồi. Ở đây có hình máy bay không chị? Dạ, có. Ủa, hay là trái dâu và máy bay? Trời, phức tạp ghê luôn mọi người. Trời, trái dâu nhìn bình thường, cái máy bay nhìn nó phức tạp hẳn luôn á. Trời ơi. Sao mình đặt tên là khí cầu vlog đi? Khí cầu. Cho nó đơn giản. Nếu không thì cách xe vlog, nốt nhạc vlog, nó đơn giản không? Trời ơi, cái lá vlog. Trời ơi, quá là xuất sắc luôn á mọi người. Trong này đã có quà cho Phong rồi, cho Vinh luôn rồi nha. 15.000. Tuyệt vời, có tay. Quay được đúng không? Trời ơi, xinh quá nè. Em ơi, rất xinh luôn á mọi người. Quá là xinh luôn. Và đây, cái túi đây là cái túi của mình cho Giang nè. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc, chỉ bị dư ra 13.000 thôi. Nhưng mà mình đã quá là xuất sắc luôn. Vỗ tay. Rồi, và bây giờ video của mình đến đây là kết thúc. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm cửa hàng của Muji thì nhanh chóng tới ngay Bác Sinh Đồng Khởi đi. Đấy, và hiện tại thì đang có cái chương trình đó là Muji Week. Từ 27 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 á, là giảm 10% tất cả các đơn hàng á. Cho nên là tranh thủ ghé để mua sắm nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau. Đừng quên subscribe cho Châu Giang nè nhé. Bye.